Vâng, xin mời tất cả các bác các trải nghiệm chất âm của bộ dàn mini cỏ UX-A70MD. Em sẽ có cái giới thiệu chi tiết về bộ dàn và báo giá ở giữa và cuối video, các bác chú ý xem hết nhé. Bây giờ mời các bác trải nghiệm chất âm của em nó. Các bác bộ loa mini thuộc phân khúc hàng cỏ của hãng Victor, phân khúc giá rẻ các bác nhé, UX-A70MD. Tuy ở cái tầm giá này nhưng mà tuy nhiên cái chất âm của nó cũng khá là hay các bác nhé. Các bác có thể thấy em mở một cái bài nhạc đánh khá là bốc và lực. Đó. Con này check rất sáng, giờ này nghe nhạc vào cũng thích thôi nhé. Nói chung là đa được lại được, bác check được ổn. Công suất nó thì hơi nhỏ, nghe là phòng khoảng dưới 20m² thì đánh rất hay. Đó. Công suất 22W loa là 40W. Trở kháng là 4 ohm các bác nhé, dòng loa trở kháng độ nhẹ cao. Đó. Bộ này thì hiện tại thì tình trạng của nó là AUX kết nối điện thoại máy tính và TV qua cổng 3.5 thì chơi rất là tốt. Ok, em vừa mở đó. Hiện tại em đang test cái đĩa MD. MD con này cũng chạy ok các bác nhé. CD con này thì nó rất là kén đĩa nên thôi em cũng bỏ qua tính năng CD của nó. Em bán cho các bác chơi điện thoại máy tính và TV. Các bác nghe MD hoặc là các bác nghe đài FM. Con này FM của nó thì full sóng 108 thôi các bác nhé. Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau: đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng kết nối doanh nghiệp logistics. Còn lại FM này full 18 đã đầy đủ các đài của Việt Nam. Có sóng FM và AM đều bắt được các bác nhé. Các bác chỉ cắm một đoạn dây điện ở phía sau chỗ cổng với chỗ anten thì các bác có thể bắt được tất cả các sóng. Còn lắp vi căng vào nhìn rất là đẹp luôn. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý. Ok, FM còn lại ok các bác nhé. Em trở lại cái AUX của nó các bạn, nơi chữ AUX này, phải AUX này. Con này có thể thay đổi được màu đèn màn hình thoải mái các bác nhá. Ấn nút color này để thay đổi tất cả các màu khác nhau, màu gì cũng được. Các bác để phòng ngủ có thể làm cái đèn ngủ luôn được. Vì con này tắt đi nó vẫn có chế độ đèn vẫn sáng thì cho nên là mình có thể làm đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Mà đẹp luôn, rất là sinh động luôn. Bộ này thì em xin phép báo giá luôn là bên em bán với giá là 1,1 triệu. Các bác chú ý giúp là cái giá trên là bên em báo thì nó đã bao gồm đầy đủ cho các bác tất cả mọi phụ kiện cần đủ để các bác chơi. Thứ nhất là một bộ đổi nguồn, thứ hai là một bộ dây giáp đó, và ngoài ra, ngoài hai bộ chính ra thì bên em còn bao ship cho tất cả các bác luôn nếu như các bác mua hàng và chuyển hết cho bên em. Đấy, còn nếu các bác chuyển cọc của em bộ này 300.000, các bác nhận hàng và theo nốt số tiền còn lại cộng phí ship riêng. Bên em chỉ bao ship với các đơn hàng chuyển hết các bác nhé. Còn lý do tại sao thì nhân tiện đây em cũng giải thích luôn, một số bác cũng rất là thắc mắc. Thì có thể nếu mà các bác chuyển cọc ấy thì cái cước phí ship hàng rất là cao, cho nên là bên em không gánh được cái cước đấy đâu. Nếu mà các bác chuyển hết thì cái cước phí nó rất là thấp thôi, thì bên em sẽ có thể hỗ trợ các bác để bao ship luôn các bác được. Đó, nó đấy là lý do tại sao mà các bác chuyển hết thì bên em bao ship là vì như vậy. Vâng, và em xin cảm ơn tất cả các bác. Các bác mua hàng liên hệ số điện thoại Zalo bên em là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số điện thoại Zalo là 0975 575 262.
Vâng, em xin cảm ơn tất cả các bác theo dõi hết video của em.